Mình vừa mới đi học về mà vừa đói và buồn ngủ. Mình đang suy nghĩ là mình nên đi ăn hay là đi ngủ. Chào hát mà đi à? Cô trang gì à? Một gói muối. Chứ mặt mình ngâm miệng. Đây là những khu chợ truyền thống của Hàn Quốc, mọi người nên thử qua. Gà chiên nguyên con.